chào anh em, chào mừng anh em tới một ngày làm việc của tôi. Bây giờ thì tôi sẽ đi xuống bếp kiếm cái gì ăn sáng và để bù lại. Chạy khu vực Vịnh Bắc Bộ, hiện tại thì đang ở giữa Vịnh Bắc Bộ các bạn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, trời trong xanh, biển êm, ít tàu cá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn các trang thiết bị trên buồng lái. Đây là các hệ thống đèn tín hiệu, vừa là đèn chiếu sáng, máy đo sâu. Đây là máy đo sâu, fire alarm, hệ thống báo cháy, các ấn phẩm hàng hải. Đây là radar số 2, máy lái tự động, chân vịt mũi, điện thoại gọi khẩn cấp, tay chuông điều động. Đây các thông số máy điều động. Đây là radar số 1, hải đồ điện tử. Đây là sát. Đây là một cái bình cứu hỏa Inmasashi. Máy tính. Đây là MFHF. Đây là thông báo loa công cộng, hệ thống loa công cộng, có thể bắt được đài FM. Facsimile dùng để thu thời tiết, các bản tin thời tiết, dự báo thời tiết, dự báo bão. Giờ thu cái máy Navitech loại này là loại dây in. Buồng máy thì được ví như trái tim của con tàu, thì buồng lái là bộ lão. Đây là VSF để liên lạc, VSF số 2. Đây là VSF số 1. Mặt nạ bàn phản ảnh. Đây cũng là VSF, 4 VSF cầm tay, dùng trong tình huống khẩn cấp. Bàn hải đồ. Mình hiện tại mình đang ở vị trí khu vực này, cửa Vịnh Bắc Bộ. GPS số 1 ghi áp kế, nhiệt độ,